Tiếp tục thông tin về vụ thổi giá kit test của Việt Á sau khi bị dư luận chỉ trích vì đưa thông tin sai về việc bộ kit test xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất được tổ chức y tế thế giới chấp thuận lên cổng thông tin điện tử của Bộ. Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có thông tin đính chính. Tuy nhiên, bộ này cho rằng tin này là dựa trên cơ sở tổng hợp nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống. đơn vị này cho rằng bản tin này đã được gửi tới một số phóng viên theo dõi lĩnh vực khoa học và công nghệ tham khảo như thông lệ khi ngành khoa học công nghệ có sự kiện hoặc thành tựu nổi bật sau khi phát hiện có sai sót để có thời gian xem xét đánh giá lại toàn bộ quá trình bản tin đã được tạm gỡ trên cổng thông tin của bộ khoa học và công nghệ các đơn vị chức năng có liên quan đã kiểm tra lại và nhận thấy có sự sai sót trong quá trình tổng hợp biên tập kiểm chứng thông tin và cung cấp thông tin để đăng trên cổng thông tin của bộ khoa học và công nghệ Do vậy, Bộ Khoa học Công nghệ đính chính lại thông tin từng được đăng tải. Thành, ngày 24 tháng 4 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận yêu cầu xin đánh giá sử dụng khẩn cấp cho bộ kit Light Power IVA SARS-CoV-2 Real-time PCR kit của công ty cổ phần Công nghệ Việt Á. Và trên thực tế thì vào ngày 26 tháng 4 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông Khoa học và Công nghệ thuộc Bộ Khoa học Công nghệ đã phát đi thông tin về việc bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Thông tin gửi báo chí ghi rõ các bộ khoa học và công nghệ cho biết là WHO đã công nhận bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu sản xuất. Sau khi gửi thông cáo báo chí cho giới truyền thông, thì thông tin này cũng đã được đăng tải và tồn tại trên website của Bộ Khoa học Công nghệ suốt hơn một năm, trong khoảng thời gian là từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 12 năm 2021. Thông tin này chỉ vừa mới được gỡ trong thời gian gần đây.